cho anh em đang theo dõi kênh Vinhomes Audio. Và đây là lô hàng đấu giá nhật về vừa cập bến tại kho nha. Rồi em sẽ khui ra lần lượt từng con cho anh em. Hàng đấu giá từ Nhật về trực tiếp luôn nha. Rồi đây là lô hàng em vừa khui rộng ra nha anh em. Một cặp loa cột đàn ông, chiếc Omni Pioneer AX5i. Loa cột đàn ông model của nó là SCT7T555 200W. Lo về đẹp góc cạnh luôn nha. Lo thanh sau 3. Bên trong này nó là 21 lo nha. Hai cái lo bát hai bên nè. Và bên trong đó là 21 lo nhỏ nha. Sau 3 Yamaha. Lô lo center Yamaha C300 Infinity Victor. Monitor audio Sony. Rồi, chiếc âm ly Victor V7000, con này là full thùng shop nha. Đẹp long lanh như mới luôn, chưa hề qua sử dụng nha. Có điều khiển từ xa đầy đủ luôn. Yamaha AX1400, đàn ông 1800, Pioneer Anglet 55, đàn ông 1800. Lo sấp điện đàn ông DFWK 707 2W20, Pioneer VSA D1011, Pioneer Anglet 72, Onkyo 905, Yamaha 1009, đàn ông 1870. Yamaha RSV 767 đẹp long lanh. Yamaha A1030. Onkyo 906. Onkyo 905. Một số con full tùng shop Kenwood 7090. Đàn ông 3500. Yamaha 3009. Đàn ông ABC A1SR. Pioneer 1124 xăng xuôi 505 RS, con này có khiển zin thoải mái luôn. Bộ loa boss đầy đủ combo luôn, chân để loa đầy đủ luôn nha. Loa sub điện đến từ hãng Sibel bass 30 ấp đất. Chiếc âm đi đàn ông AVR 431. Chiếc loa sắp điện Zibel PP12 bass 30 ấp đất, đẹp long lanh luôn nha. Đàn ông 4311, đẹp long lanh. Rồi còn rất là nhiều thiết bị khác nha, em sẽ test và đưa lên tuần tự luôn cho anh em nha. Rồi anh em lựa chọn thiết bị nào thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0834563852. Em sẽ test từng con lên cho anh em. Tất cả đều đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo hết nha. Rồi anh em quan tâm vui lòng liên hệ em tới số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.